tham mưu trưởng quân đội trung thành với Tổng thống Yemen Mansour Hadi, tướng Mohammed Ali al-Maksadi cho biết, thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian đã có hiệu lực tại nước này từ lúc 21 giờ, giờ GMT, ngày 10 tháng 4, tức 4 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam. Đại diện phía quân đội Yemen này khẳng định lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực và lực lượng quân đội sẽ tôn trọng thỏa thuận này, trừ phi phiến quân Houthi vi phạm. Trong khi đó, hãng tin Sabah do phiến quân kiểm soát thông báo, lực lượng Houthi cùng với các đồng minh trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh đã gửi tới Liên Hợp Quốc một bức thư, trong đó cam kết chấm dứt các chiến dịch quân sự trên bộ, trên biển và trên không. Trong một nỗ lực thể hiện quyết tâm thực hiện nghiêm túc lệnh ngừng bắn, một số thủ lĩnh của Houthi đã gặp các đại diện của quân đội Yemen và thành lập một ủy ban chung nhằm đảm bảo cả hai phía tuân thủ lệnh ngừng bắn. Theo đại diện của Liên quân Ả Rập do Ả Rập Xê Út đứng đầu, ủy ban trên do liên quân này quản lý sẽ giám sát để binh lính và tay súng của cả hai bên không vi phạm lệnh ngừng bắn. Liên quân Ả Rập cũng cam kết tuân thủ lệnh ngừng bắn và đã ban hành các chỉ thị yêu cầu các lực lượng tôn trọng thỏa thuận này. Tuy nhiên, liên quân Ả Rập này cho biết họ vẫn duy trì quyền được đáp lại bất cứ sự vi phạm nào từ phiến quân. Đây là lệnh ngừng bắn thứ tư kể từ ngày 26 tháng 3 năm ngoái, sau khi liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tiến hành không kích để hỗ trợ chính quyền của ông Mansour Hadi, người đã phải chạy trốn trước cuộc tấn công của lực lượng phiến quân Houthi dòng CIA cùng các đồng minh, binh sĩ trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh. Các lệnh ngừng bắn trước đây không giữ được lâu và các cuộc đàm phán đã thất bại.